Yeah.
Đến tham dự buổi tiệc cưới hôm nay của chú rể Văn Minh Sánh Duyên cùng cô dâu Phượng Hằng. Lời nói đầu tiên thay mặt nhóm nhạc Minh Liêm xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến bước lên sân khấu để cùng ra mắt. Xin quý vị cho tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể ạ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2015, nhập ngày 8 tháng 3 năm Ất Mùi. Sau khi thời gian quen biết và tìm hiểu được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm nay cô dâu và chú rể đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Xin chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và sau đây chương trình văn nghệ giúp vui buổi tiệc cưới hôm nay xin phép được bắt đầu. Và xin mời cô dâu và chú rể xuống tiếp đại khách ạ. Sống những ngày hè nhộn nhạo, những phút lạ lời sẽ nói yêu anh.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.